mô hình nông nghiệp công nghệ cao này là chúng ta tưới bằng hệ thống tưới tự động. Nếu mà chúng ta không có cái máy này để mà đo được cái hàm lượng dinh dưỡng ở trong nước bạn đi á, thì nó sẽ dẫn ra hai cái trường hợp. Các bạn không thể nào mà dùng ánh mắt thường hoặc là dùng cái kinh nghiệm của các bạn để phán đoán chính xác được cái hàm lượng dinh dưỡng trong nước được. Chúng ta buộc phải có máy hỗ trợ. Nếu các bạn không sử dụng máy mà các bạn làm theo quán tính hoặc làm theo những cái hướng dẫn trên mạng á, thì đôi khi nó có thể bị quá liều phân hoặc đôi khi nó thể là không đủ chất dinh dưỡng. Cho nên những nào bạn nào trồng chuyên nghiệp thì nên mua những cái cây như thế này. Giờ mình sẽ thực hành cho các bạn xem. Mình sẽ thực hành cho các bạn xem là cái này nó như thế nào nha. Bây giờ mình sẽ tiến hành thử nghiệm cho các bạn xem nha. Bây giờ mình sẽ lấy nước. Nước đây là này. Mình sẽ sử dụng một cái can 2 lít nước. Cái can này là 2 lít nước và dùng cái máy này đo. Nước này hiện tại là nước giếng nha các bạn, mình bơm lên từ giếng, nước ăn uống bình thường và cũng là dùng để nước tưới cây. Bây giờ mình sẽ cắm. Các bạn thấy cái chỉ số hiện tại đó là 0000, nghĩa là chưa có gì các bạn. Bây giờ mình cắm vào đây. Các bạn thấy không? Nó chỉ 0.03 thôi. 0.03 nghĩa là độ dẫn điện của nó rất là thấp. Này là cho phép an toàn. Thì bây giờ mình sẽ pha phân. Bây giờ mình sẽ tiến hành pha phân vào đây. Bây giờ 2 lít nước này mình sẽ pha 2 dung dịch, mỗi dung dịch 10ml. Để xem, để các bạn xem thử coi nó sẽ ra kết quả là bao nhiêu nha. Đây, hiện tại đây là 10ml loại A. Mình sẽ đổ vào đây nha các bạn nha. Rồi, tiếp theo mình sẽ lấy tiếp 10ml loại B. Rồi đây, mình sẽ có 10ml loại B. Mình sẽ đổ vào đây. Đó, bây giờ mình sẽ quậy lên. Giờ các bạn sẽ xem nha. Bây giờ mình sẽ cắm cái này và xem nó có sự thay đổi gì không nha. Đó, các bạn thấy chưa? Hiện tại nó đã nhảy lên 1.49, 1.48. Đó, 1. Nói chung là gần 1.5. Thì về cái dinh dưỡng của mà phân thủy canh hoặc là phân cho cây dâu tây á, nó sẽ rơi vào từ 0.8 cho tới 2. Tùy vào cái giai đoạn phát triển của cây nha các bạn. Ví dụ như khi cây mới trồng á, là chúng ta sẽ bỏ 0.8. Rồi khi mà cây ra hoa thì chúng ta sẽ bỏ 0.5, 0.6 tới 2. Tùy cái giai đoạn phát triển của cây. Thì một số bạn thì thấy người ta nói là cái độ dẫn điện cho đất và cho nước, cho đất bao nhiêu, các bạn thấy nó rất là phức tạp. Thì chúng ta đã có những cái máy như này nó hỗ trợ. Đây, như đây các bạn nhìn lại. Đó, mình sẽ cắm lại thêm lần nữa. Các bạn thấy không, nó vẫn rơi vào 1.4 mấy nè, 45, 46, 47 gì đó. Đấy, đây là chuẩn nha các bạn. Rồi, bây giờ thì mình sẽ đi ra vườn mình. Mình sẽ cho các bạn xem thử coi là cái hàm lượng mà cái giá thể của mình đây, nó đang hiện tại rơi vào bao nhiêu thì để mình điều chỉnh nha các bạn nha. Bây giờ mình sẽ vắt nước. Mình sẽ vắt nước từ trong những cái giá thể này. Mình sẽ làm trực tiếp cho các bạn xem luôn. Đây. Bây giờ thì mình sau khi mình vắt nước từ trong trực tiếp từ trong cái luống trồng dâu của mình. Thì bây giờ mình sẽ cắm thử cho các bạn xem thử coi là từ ít quá, để mình thêm một ít nữa nha. Vắt thêm một ít nữa. Rồi, giờ mình sẽ cắm vào nha các bạn nha. Các bạn nhìn này, thấy chưa? Hiện tại trong cái máy nó sẽ hiện lên tham số là 1.15. Đó, là cái đất này hiện tại đang chắc dinh dưỡng ổn định và ok nha các bạn. Hồi nãy mình có nói với các bạn là từ 0.8 cho tới 2 chấm đó, tùy giai đoạn. Thì hiện tại cái giai đoạn này là cây chưa có quả, cho nên mình cây chưa có quả nên là cái dinh dưỡng anh đang đi là hiện tại là khoảng 1.2. Thì cái việc đo như thế này á, trong cái đất này nó có cái tác dụng là khi các bạn đo đây thì các bạn có thể biết là được cái giá thể của mình đang sử dụng này
là hiện đang thiếu dinh dưỡng hay là dư dinh dưỡng, thì chúng ta sẽ có điều chỉnh bằng cái hệ thống tưới này. Ví dụ như ở trong đây mình đo được 2.5 đi, thì mình sẽ hạ cái lượng phân đi hàng ngày xuống. 2.5 là nó vượt ngưỡng rồi, thì chúng ta sẽ hạ cái lượng phân hàng ngày đi xuống, chứ để chúng ta chỉ làm 0.8 thôi. Thì khi thằng 0.8 nó gặp 2.5 đi, nó cộng lại nó chia đôi ra, thì nó sẽ giảm cái lượng độ EC này xuống, là nó sẽ đưa về cái mức cân bằng. Hoặc nếu như mà trong cái giá thể này nó thấp quá, thì chúng ta có thể tăng cái hàm lượng đi phân hàng ngày đây lên, hoặc chúng ta sẽ bổ sung bằng những cái phân hữu cơ, phân viên nén. Bữa trước mình có làm một clip á, các bạn có thể xem lại. Mình sẽ dùng phân viên nén đó, mình rải lên bề mặt, hoặc mình bỏ NPK viên luôn, mình bỏ lên bề mặt để tăng cái lượng dinh dưỡng lên. Thì đối với những bạn nào á mà thực sự mà thích trồng cây dâu tây, thì hai cái vấn đề mà trước tiên mà các bạn mà chưa nói tới bệnh tật nha, tại vì dâu tây trồng ngoài trời hay trong nhà kính thì hầu như nó cũng có cách trị bệnh như nhau. Thì nhưng mà chúng ta cần phải chú ý quan trọng nhất là, một là cái máy đo độ dẫn điện này, tức là máy đo hàm lượng dinh dưỡng trong đất. Hai là chúng ta có cái máy đo độ pH hồi nãy mình đây. Hai là cái máy này nha các bạn. Chúng ta phải trang bị cái máy này để chúng ta đo cái độ pH của đất. Thì cái tầm quan trọng của độ pH đất hồi nãy thì mình đã nói với các bạn rồi. Các bạn đừng có coi nhẹ nó. Thực sự rất là quan trọng luôn. Đấy. Thì clip hôm nay thì mình giới thiệu sơ với các bạn thì chi phí đầu tư cho một cái nhà kính, thì hồi nãy mình đã nói, bây giờ nó lại rơi vào tầm từ 600 triệu cho tới 1 tỷ đồng hoặc hơn, tùy vào nhà kính. Thì chi phí nó sẽ bao gồm là những nè, khung nè, màn. Thì nó rơi vào, nếu mà các bạn làm kiên cố ổn định cho 1.000 m² thì khoảng chừng 200 triệu. Nói chung là cái vòm như thế này là 200 triệu. Rồi cái hệ thống máng đây các bạn, hệ thống máng đây nha, hệ thống máng. Rồi tiền giống, tiền giá thể sơ dừa đây. Rồi tiền hệ thống tưới tự động. Rồi những cái chi phí khác thì nó rơi vào khoảng chừng 600 tới 1 tỷ. Đó là mức trung bình để mà hoàn thiện một cái nhà kính trồng dâu tây trên vàng, keo và trên giá thể sơ dừa. Rồi thứ hai nữa là ưu nhược điểm của nó, thì mình phân tích đó là ưu điểm của nó là bạn sẽ tiết kiệm nhân công. Ví dụ trời đang mưa đi, nếu bạn trồng ngoài trời thì bạn không thể tiếp tục làm được, bạn phải đi vào nhà bạn nắp mưa lại đúng không? Chứ không lẽ bạn bắt nhân viên các bạn trời đang mưa phải mặc áo mưa hoặc là dầm mưa ra để mà đi làm cho bạn đúng không? Đó là không hợp lý. Còn nếu mà các bạn trồng trong nhà kính này á thì trời mưa mình vẫn làm bình thường, nó không có ảnh hưởng nhất, thậm chí mình còn thoải mái nữa, vui vẻ, trời mát mà sướng làm đó. Rồi cái ưu điểm thứ hai nữa là về cỏ dại. Khi các bạn trồng cái mô hình ở trên trong nhà kính như thế này thì sẽ không có cỏ. Đây nè, bạn thấy vườn mình không làm cỏ, nhưng mà thực tế không có cỏ, tại vì mình chỉ tưới nước ở trong cái vàng này, mình tưới nước trong cái vàng này. Còn cái nền đất ở dưới đây á thì nó rất là ít nước, hầu như là không có, cho nên sẽ không có tạo điều kiện cho cỏ dại nó phát triển. Và cái ưu điểm thứ ba là làm không bị đau lưng. Ví dụ như đây mình diễn tả luôn bạn xem, ví dụ như trồng ngoài trời, có phải khi các bạn đi nhổ cỏ các bạn phải khom vậy không? Khom, và các bạn làm những cái động tác các bạn phải khom, hoặc các bạn khom như thế này thì nó sẽ rất là hại tới cái cột sống này nè các bạn, nó là đau lưng. Nhưng mà nếu các bạn trồng nhà kính như này, mình đứng này, ví dụ mình vặt lá đây đúng không, được không, mình đứng thẳng lưng nè, được không, thoải mái không? Hoặc còn như chỗ này thì mình cũng hơi khom, nhưng mình chỉ hơi khom một xíu thôi. Thứ nhất là nó tốt cho sức khỏe, và khi mà cái cơ thể con người mình mà khỏe mạnh á thì mình làm việc á thì nó sẽ đạt hiệu quả. Ví dụ như bạn làm ngoài trời, bạn khom bạn mỏi quá, bạn ngồi bạn nghỉ miết, làm tí ngồi mỏi, làm tí nghỉ mệt mỏi đúng không, cảm thấy khó chịu bực bội người, làm một ngày có thể bạn làm được một luống, nhưng mà trong đây bạn làm cả ngày thì bạn không mệt. Thứ nhất là trong nhà kính là ít nắng này, mát nữa, nhiệt độ thì nó hơi cao, nhưng mà cái con người mình không khom mắt là mình cảm thấy thoải mái, là mình làm việc sẽ đạt hiệu suất hơn. Đó là ưu điểm thứ ba của nó. Rồi thêm một cái ưu điểm về trồng dâu trong nhà kính này là nó là sạch bạn, nó sạch. Dù như bạn trồng ngoài đất á, thì các bạn phải tủ ni lông, hoặc là mùa mưa nước nó bắn lên rồi đất đa rồi bạn đi rồi nó dính chân dính đồ, nhưng mà làm trong nhà kính này nó sạch, nó vừa sạch quả dâu mà nó sạch cho cả cái người làm nữa. Rồi thêm một còn cái ưu điểm của nó nữa là độ bền cây. Ví dụ như bạn trồng ngoài trời thì mình thường thấy là các bạn sẽ xuống giống vào cái thời điểm này, ví dụ như khoảng tháng 6, tháng 7, tháng 8 thì các bạn sẽ xuống giống, các bạn trồng thì tới tháng 4, tháng 5 khi mà hết vụ dâu thì thường thường các bạn sẽ tiến hành nhổ bỏ, rồi các bạn chờ qua vụ tiếp theo, nó sẽ mất khoảng 6-7 tháng. Còn trong nhà kính này thì mình sẽ trồng liên tục nha các bạn, có nghĩa là mình trồng 3-4 năm mình mới bỏ giống, chắc phải 3 năm mình sẽ thay giống một lần. Thì đó là cái ưu điểm của nó. Thì về cái chất lượng cây thì nó sẽ nâng cao hơn, nhưng mà nó cũng sẽ có một cái nhược điểm. Đầu tiên là chi phí cao, đầu tư một xào nhà kính nó sẽ gấp từ 25 tới 30 lần so với các bạn đầu tư ngoài trời.
dụ như đầu tư ngoài trời thì một sào các bạn tốn khoảng 20-30 triệu, 15-20 gì đó, 20-30 triệu gì đó, 20 mình trung bình tầm 20 một sào, nhưng mà làm cho nhà kính nó tới 600-700 triệu, thậm chí cả tỷ bạn, nó gấp 30-40 lần các bạn đầu tư một cái sào dâu ngoài trời. Và cái nhược điểm của nó nữa là về cái giá thể, nói chung là về cái những cái công cụ dụng cụ các bạn phải đầu tư chi phí nhiều hơn. Và cái khó nhất đó là cái đi phân bón cho cái đi công nghệ cao này, thì hầu như nó là bí quyết riêng của mỗi vườn, thì hầu như người ta sẽ không chia sẻ cho các bạn cái cách đi phân này, tại vì cái đây là cái xương sống của mỗi cái nhà vườn. Thì mỗi nhà vườn họ có được cái thành công ngày hôm nay thì họ để trải qua cái sự đánh đổi và cái sự thất bại, cái sự hy sinh cũng như cái sự chi phí đầu tư của họ để đạt được tới cái thành công ngày hôm nay, là họ đánh đổi rất là nhiều các bạn, không phải một lần hai lần mà thành công. Cho nên là hầu như tất cả các nhà vườn họ thì sẽ không chia sẻ về các bạn cái công nghệ đi phân này, thì nó sẽ có một công thức chung, nhưng mà còn cái kinh nghiệm của mỗi nhà vườn thì họ sẽ có riêng của từng họ cái công nghệ đó. Cho nên là cái khó khăn nhất đối với các bạn khi mà trồng dâu tây công nghệ cao đấy là cái công thức phân, các bạn sẽ rất là khó tiếp cận được cái công nghệ này. Thì các bạn cần phải học hỏi, hoặc là có một người nào đó mà các bạn quen thân, hoặc là người ta thương, hoặc là anh em gì đó, họ chia sẻ, họ bày, họ hướng dẫn cho các bạn á, thì nó khác. Còn để các bạn mà tự mày mò thì mình nghĩ rất là lâu, có thể là 1-2 năm thì các bạn mới có thể mày mò ra được cái công thức phân chuẩn cho cái dâu tây này. Thì đó là một trong những cái ưu nhược điểm mà mình phân tích cho đối với những bạn nào mà đang chuẩn bị hoặc có ý định trồng dâu tây theo mô hình nông nghiệp công nghệ cao, thì các bạn có thể cân nhắc xem để mà mình lựa chọn. Thì mình đưa ra lời khuyên cho các bạn là trước tiên các bạn hãy trồng ngoài đất trước. Thì trước khi bản thân mình vậy, đầu tiên là mình trồng ngoài đất trước. Thì thực tế để mình nói với các bạn luôn, nếu mà để nói về khó khăn á, giữa việc trồng ngoài đất và trồng trong nhà kính á, thì đầu tiên thì trồng trong nhà kính sẽ khó hơn trồng dâu ngoài đất. Trồng truyền thống rất là dễ, cái tỷ lệ sống và cái tỷ lệ cho trái nó sẽ dễ dàng hơn là đầu tư trong nhà kính. Nhưng mà để tính về lâu dài á, khi mà các bạn nắm chắc kỹ thuật về mô hình nông nghiệp công nghệ cao, các bạn đã nắm chắc kỹ thuật rồi, thì làm trong nhà kính nó sẽ dễ gấp mấy lần so với các bạn làm ngoài trời. Đó là mình khẳng định điều đó. Thì mình cũng đưa ra những cái lời khuyên cũng như cái góp ý, cũng như những chia sẻ những cái kinh nghiệm của bản thân mình để tới cho những cái bạn mà đang có ý định trồng cây dâu tây chuyên nghiệp theo hướng mô hình nông nghiệp công nghệ cao. Thì tốt nhất là các bạn trước tiên phải có kinh nghiệm, thứ hai cố gắng tìm một cái nhà vườn nào đó hoặc cái nơi mà bạn mua giống bạn làm á, mà người ta có tâm á, người ta chuyển giao cho bạn công nghệ, người ta giúp đồng hành cùng với bạn đi trên con đường sự nghiệp của các bạn, để cho cái việc giảm rủi ro của bạn xuống thấp nhất có thể. Tại vì khi mà các bạn vay vốn hoặc các bạn bỏ vốn đầu tư ra để mà tốn vài ba năm để nghiên cứu á, thì các bạn đánh đổi rất nhiều thời gian, tiền bạc, vật chất và cơ hội. Cho nên các bạn cố gắng tìm được một cái nhà cung cấp nào đó mà họ thực sự nha, nắm vững, tốt nhất là nhà vườn nha các bạn. Còn đối với những bạn mà mua bán dâu tây trên mạng á, thì họ chỉ trồng chơi chơi thôi bạn, thì họ cũng có một chút xíu kinh nghiệm gì đó, nhưng để đi vào một thực tế thì nó họ cũng chưa đủ để mà chuyển giao công nghệ cho các bạn đâu. Cho nên là mình cũng khuyên các bạn là nên cẩn thận khi mà đầu tư trồng dâu tây theo hướng thương mại, như là bạn trồng để mà bán, để mà xem cái đó là cái nguồn thu nhập cũng như cái công việc mà các bạn yêu thích, thì các bạn cân nhắc về cái vấn đề tài chính. Thứ nhất là về cái vốn bạn có, là vay bao nhiêu, vốn bao nhiêu và trả lãi như thế nào, cái đó là mình cân nhắc về vấn đề tài chính, đừng có nóng vội quá rồi các bạn sẽ bị va vấp. Vấn đề thứ hai là vấn đề kỹ thuật. Khi các bạn trồng một chậu, hai chậu, trồng ngoài đất nó khác, khi các bạn trồng 5 chậu, 10 chậu nó khác, mà các bạn trồng quy mô hàng nghìn, hàng trăm nghìn chậu á, thì vấn đề lúc đó nó sẽ khác. Thì mình cũng clip tới đây là hết, cũng chúc các bạn có cái ý tưởng đó sẽ sớm thực hiện và sớm thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video khác. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me.